Và đây mình chuẩn bị là 500g gân heo. Các bạn biết cái phần gân này nằm ở đâu không? Phần gân này là nằm kế cái phần lưỡi của heo á. Cái phần gân này chúng ta làm gỏi thì nó rất là giòn và rất là ngon luôn. Và đây mình sử dụng là 500g củ hủ dừa. Củ hủ dừa này thì mình đã bào ra một mớ rồi nè. Và đây là cà rốt thái sợi, tỏi, ớt và rau thơm, đậu phộng rang. Gia vị thì mình có là nước mắm nè, đường nè và giấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào bào cái phần củ hủ dừa này cho nó hoàn thành nha. Giờ mình chuẩn bị một cái thao nha. Cái thao này mình sẽ bào cái phần củ hủ dừa vào đây. Các bạn cứ bào thành lát mỏng là được rồi. Thành lát mỏng như thế này nè các bạn. Đây là củ hủ dừa mà mình vừa bào xong nè các bạn. Và để cho cái phần củ hủ dừa này mà mình bào nó được trắng đó, sau khi bào các bạn vắt nước chanh vào cho mình nha. Vắt nước chanh vào và các bạn trộn rồi các bạn để đấy. Và bắt đầu mình sẽ đi sơ chế cái phần gân nha. Mình chuẩn bị một cái tô và sau đó mình sẽ cắt cái phần gân này ra. Và các bạn biết không, cái phần gân này á, sau khi mình mua về á thì mình đã bóp với rượu trắng á các bạn. Mình bóp với rượu trắng xong rồi mình đem đi luộc. Cái phần gân chúng ta nó đã chín rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cắt và mình sử dụng thôi, chứ mình không có cần sơ chế gì nữa hết. Vào những dịp Tết đó các bạn, mình ăn thịt nó rất là ngán luôn. Có một cái món ăn mà chua chua ngọt ngọt giòn giòn như thế này thì mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Và cái phần gân này nè các bạn, các bạn nấu cháo ăn cũng rất là ngon luôn. Đây là cái phần gân mà sau khi mình đã cắt xong nè các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần gân của chúng ta rất là ngon phải không? Nó có vân vân như thế này nè. Nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi pha nước chấm nha. Và mình sẽ pha luôn cái phần nước sốt luôn, để mà mình trộn gỏi đó các bạn. Mình bật một cái chảo lên bếp, sau đó mình sẽ cho cái phần giấm vào nha các bạn. Và cái phần giấm này tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể gia giảm nha. Và để chuẩn bị cho nửa ký củ hủ dừa thì mình đã sử dụng là 30ml giấm. Tại vì cái phần giấm là giấm nhà mình nuôi đó các bạn, cho nên nó cũng không có được chua cho lắm. Và bây giờ mình sẽ cho hết phần đường vào nha. Và chúng ta nấu cho nó tan cái phần giấm đường này.
Và cái phần đường này mình sử dụng khoảng 2 muỗng canh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bằm tỏi và ớt. Tỏi và ớt để mình cho vào đây luôn. Và cái phần giấm đường của mình nó đã tan hết rồi nè các bạn. Nó tan hết rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống và đợi cho nguội một tí nha. Mình sẽ cho cái phần tỏi và ớt băm vào. Và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tỏi ớt vào chảo. Chúng ta có một cái hỗn hợp rất là ngon rồi nè. Mình sẽ cho vào đây một muỗng nước mắm nha các bạn. Một muỗng nước mắm. Vừa ăn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào đây luôn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái phần nước sốt của chúng ta rất là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ mình sẽ lấy một ít nước sốt này lại để một hầu mình pha làm nước chấm nha các bạn. Mình sẽ giữ lại bao nhiêu, còn bao nhiêu thì mình sẽ đem đi trộn thôi nha. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần gân vào bờ. Vào đây. Và các bạn trộn cho cái phần gân và cái phần củ hủ dừa đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho nước sốt vào nha. Bây giờ cái phần gân và cái phần củ hủ dừa nó đã đều với nhau rồi nè, mình sẽ cho cái phần nước sốt vào. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần rau thơm vào luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Các bạn thấy rất là hấp dẫn phải không? Cái món gỏi này ăn rất là ngon luôn. Và ăn sẽ không gây ngán. Giòn giòn của gân heo nè. Ngọt ngọt của củ hủ dừa nè. Cay cay của ớt. Thơm của mùi rau thơm. Và mùi đậu phộng nữa. Sẽ làm cho món gỏi của chúng ta rất là hấp dẫn luôn. Và món này để nhâm nhi trong ngày Tết thì cũng rất là hoành tráng luôn. Bây giờ thì mình cho thêm một ít đậu phộng vào nữa nha. Mình chừa lại để một hồng mình trang trí đó các bạn. Rồi, mình đã hoàn thành xong món gỏi rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nha. Và cái chén nước chấm này mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng nước mắm nữa nha các bạn. Một muỗng nước mắm nữa và một chút xíu đậu phộng.
Còn bây giờ đậu phộng mình sẽ trang trí lên đây. Đây mình đã hoàn thành xong rồi đấy. Đây là cái đĩa gân heo làm gỏi củ hủ dừa của mình đây. Các bạn thấy rất là hấp dẫn phải không? Rất là ngon luôn. Mình xin kết thúc video của mình tại đây thôi. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nãy giờ nha. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.